Những hình ảnh một cậu bé 2 tuổi người Campuchia bị đánh đập hành hạ và trích điện vào cuối năm 2016 hẳn vẫn còn khiến chúng ta đau xót và phẫn nộ. Nguyễn Thành Dũng, đối tượng thực hiện những hành vi mất nhân tính trên, vừa bị tòa án ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia tuyên án vắng mặt với mức án là 18 năm tù. Mặc dù vẫn bị giam giữ tại Việt Nam, nhưng Nguyễn Thành Dũng, đối tượng hành hạ và cưỡng hiếp bé trai người Campuchia, vừa bị tòa án tỉnh Mondulkiri ở Campuchia tuyên vắng mặt 18 năm tù. Ngoài mức án trên, Dũng phải bồi thường khoảng 20.000 đô la Mỹ cho gia đình cháu bé. Được biết Nguyễn Thành Dũng bị kết án theo điều luật 211 Luật hình sự Campuchia về hành vi tra tấn hành hạ người khác. Trong khi đó, người tình đồng tính quốc tịch Hà Lan của Dũng bị tuyên án 2 năm tù giam, nộp phạt 1.000 đô la Mỹ về hành vi che giấu bằng chứng và không tố cáo vụ án. Trước đó vào cuối năm 2016, nhiều clip ghi lại cảnh một cậu bé người Campuchia bị hành hạ dã man, đánh, đá, chối tay, trích điện vào người khiến cháu bé gào khóc hoảng sợ. Tại Việt Nam, Dũng bị khởi tố về tội hành hạ người khác, mức án cao nhất là 3 năm tù.